Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Thế giới càn khôn của Tảo Quyền Huy, ta phần phải cố gắng tiêu hao sức mạnh tinh lực, tiêu hao tinh lực của Tảo Quyền Huy đến mức lớn nhất. Nếu như vậy thì mới có thể bảo vệ được người khác ở mức độ lớn nhất. Ây, còn không ra ngoài sao? Xem thường ta có đúng hay không? Nhật Nguyệt Thần Luân. Lão già, bây giờ ta đang ở trong thế giới tiểu càn khôn của ngươi. Chiêu này cho dù như thế nào ngươi cũng không thể lao lé được. Như vậy là đúng rồi. Bên khác, nguy hiểm thật. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, uy năng của kiếm mang giảm xuống, uy năng của kiếm mang kia giảm xuống, thì chắc chắn là chết rồi. Có lẽ những người khác đã phân tán tinh lực của Tả Quyền Huy rồi. Người có bản lĩnh này lẽ nào là Dương Đại Nhân. Mấy trận bài này là tâm huyết nhiều năm của mình, vậy mà lại một lần dùng sạch sẽ đi. Nếu như lần này có thể sống sót ra ngoài, mình nhất định là phải khiến cho Dương Khai bồi thường lại gấp 100 lần. Phệ Thiên Chiến Pháp. Tả Sư Thúc lại hiểu hiếu khách như vậy, thế thì Sư Triệt sẽ không khách khí với người nữa. Phệ Thiên Chiến Pháp. Mới phát hiện là muộn rồi. Đệ tử của Vạn Ma Thiên Lâm chậm phản chiếu. Thật sự là bị ổi vô liêm sỉ mà. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Tả Quyền Huy này quả nhiên là đáng sợ. Ngươi tuyệt đối không phải là đệ tử của Vạn Ma Thiên. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tả Sư Thúc nói gì vậy? Ta đương nhiên là đệ tử của Vạn Ma Thiên rồi. Tả Quyền Huy nhất định là sẽ dốc hết sức đối phó với tiểu tử Dương Khai. Vì thế, công thế của đạo hư ảnh này mới yếu và bất lực như vậy. Không có gì để sợ cả. Vạn Ma Thiên tuyệt đối không phải là loại tà công này. Người này uy hiếp lớn nhất, nhất định là phải giết hắn trước. Biến mất rồi. Lão già này lại muốn giở trò gì nữa đây? Không hay, nhất định là hắn muốn dốc hết sức để đối phó với Ô Quảng. Thiên Địa Khai, phải nghĩ cách để xác nhận vị trí của Ô Quảng. Ai, lấy trứng trọi đá. Gặp phải tiểu càn khôn của Khai Thiên Thượng Phẩm, quả nhiên vẫn là có hơi miễn cưỡng một chút. Nhưng mà nếu như vậy, mình có thể nắm giữ vị trí của tất cả mọi người rõ như trong lòng bàn tay. Toang rồi, lần này chơi hơi lố rồi. Đây là tiểu càn khôn của ngươi sao? Tu vi lục phẩm thì có thể đem càn khôn do hư hóa thực. Ngươi đúng là kỳ tài hiếm gặp. Đừng cho rằng nịnh bợ thì có thể giữ được tính mạng. Hôm nay ngươi không muốn cũng phải chết. Bây giờ ngươi và ta là hai người càn khôn cuồng, là hai người càn khôn chồng lên nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bổn quân ngược lại muốn xem thử ngươi có thể để ta chết như thế nào. Giết. Thiếu gia, chúng ta một khi ra tay, nội tình của tiểu càn khôn thiếu gia sẽ bị phá hoại. Kết cục không tốt hơn với Tả Quyền Huy là bao nhiêu. Ra tay. Cơ hội tốt do ông trời ban tặng. Lúc này không ra tay, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thiếu gia, người kiên trì một chút. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu tử ngươi bị điên rồi. Thế giới tiểu càn khôn của Dương Khai. Tả Quyền Huy, ngươi còn gì ngôn gì nữa không? Đừng có ôm ảo tưởng không thiết thực. Tu vi của ngươi lúc này đã rơi xuống lục phẩm, đến ngay cả tiểu càn khôn của bản thân cũng khó mà duy trì, chi bằng hãy ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh. Thế giới Tam Thiên lại có một tên yêu nghiệt như ngươi, sau này e rằng rất là đặc sắc. Dương Khai, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ đợi ngươi ở dưới. Lão cẩu này thật sự chết cũng không sạch sẽ. Lão gia hỏa này đã cho tan ra tiểu càn khôn của bản thân, nhất định là phải phong tỏa sức mạnh lớn của thế giới của hắn. Nếu như sức mạnh lớn thế giới này chảy vào trong tiểu càn khôn của ta, những sức mạnh này đối với mình không những không có lợi ích, ngược lại còn là một loại tạp chất, làm hư sự thuần khiết của sức mạnh của ta.
Nếu như mình không nhanh chóng phong tỏa địa giới ở vạn dặm, những sức mạnh này sẽ nhanh chóng lan ra khắp tiểu càn khôn. Vậy muốn loại bỏ đi cũng rất là khó. Thánh Phong Bích Vân Đại Nục. Ngươi hại chết sư huynh của ta, lại hại chết sư tôn của ta, ngươi nhất định phải chết. Triệu Tình chết là vì hắn khiêu chiến ta trước, chết không hối tiếc. Tả Quyền Huy chết chỉ là vì hắn không phân trắng đen, chấp mê bất ngộ. Còn ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Ta sẽ đi, giết ta đi. Ta muốn ngươi giết ta, yên tâm. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, nhưng mà không phải bây giờ. Thiên Kiếm Minh không tự lượng sức mình, trở thành kẻ địch với Dương Thiên Quân. Rơi vào tình cảnh như vậy cũng là do hắn chút nấy, nhưng xin Thiên Quân hãy giữ cho ta một mạng. Ngày sau ta nhất định sẽ nhảy vào biển lửa vì Thiên Quân. Lão Hủ mặc dù đã lớn tuổi, nhưng cũng có thể tắm máu giết địch cho Thiên Quân. Thiên Kiếm Minh sau này chính là phân đà của Hư Không Địa, chỉ có Hư Không Địa là nhất. Huyết chiến đến bây giờ, khai thiên cảnh của Hư Không Địa ta chiến đấu mà chết đã hơn 100 người. Nếu như hai lão thất phu các ngươi sống sót, đại tử đã chết của Hư Không Địa ta làm thế nào mà nhắm mắt được? Hai vị thì sao? Là muốn chết hay là muốn xin tha thứ? Không lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao? Giết chết Triệu Tinh sẽ đem đến phiền phức. Ngươi có gan giết chúng ta ư? Vừa nãy ngươi còn nhắc đến Triệu Tinh. Cho ngươi. Ngươi thật sự ra tay sao? Ta là đệ tử trung tâm của Vạn Ma Thiên đấy. Thì ra giọng gào thét của đệ tử trung tâm Vạn Ma Thiên cũng chẳng khác gì chó mất chủ. Ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Vốn dĩ ngươi không có thâm thù đại hận gì với ta, nhưng ngươi lại không ngừng đuổi đánh ta ở trong động huyết yêu. Các ngươi muốn chết, ta đương nhiên không thể để các ngươi sống. Tiểu tử, ta muốn đòi người. Ngươi muốn đòi Bùi Văn Hiên? Tốt nhất để lại những người khác cho ta. Một Tả Quyền Huy vẫn chưa cho ngươi no bụng hay sao? Dạ dày lớn hết cách rồi. Tùy vào ngươi, đều mang đi đi. Ơi, tiểu tử có khí phách lắm. Tay chân sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa gì cả. Ngươi cứ yên tâm là được. Dương Sư Đệ, Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiên không thể nào chết được. Ta biết Đạo Thành Sư Huỳnh đang lo lắng cái gì. Ngươi không biết. Nếu như không phải có sự can thiệp của Âm Dương Thiền, thay ngươi chịu áp lực của phần lớn, tuyệt đối sẽ không chỉ có mạch của Tả Quyền Huy nhảy ra báo thù cho Triệu Tinh đâu. Nhưng Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiền nếu như chết rồi, Vạn Ma Thiền và Hiên Viên Động Thiên sao có thể bỏ qua cho ngươi được. Đến lúc đó phiền phức tìm đến ngươi không chỉ có một vị thất phẩm đâu. Hư Không Địa của ta không có người giết bọn họ. Các ngươi có ai nhìn thấy không? Không. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta từ đâu đến? Mà phải đi đâu vậy nhỉ? Là ai giết chết bọn họ? Mà bọn họ đã giết ai? Cao, thật sự là rất cao. Cứng. Thật sự là đủ cứng. Dương Thiên Quân vừa đẹp trai lại vừa cứng. Đâu mẹ, lần này thật sự là chọc thủng trời. Cũng có thể nói, giết rồi tương đương với không giết, không giết cũng tương đương với giết rồi. Bích Vân Đại Nộc Thánh Phong. Người đó, lần này thật sự là bị thông phá thiên rồi. Chỉ thu được chút lợi ích, không lưu lại dấu vết. Bọn chúng không có chứng cứ xác thực thì làm gì được chúng ta. Hai đại động thiên nếu chấp ý muốn báo thù cho các đệ tử của chính mình thì cần gì phải có chứng cứ cơ chứ? Chỉ cần nghi ngờ là có thể ra tay. Còn có một việc mà ta cần phải biết, Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiên là đệ tử cốt lõi. Lưu lại hồn đăng, người chết hồn đăng tắt. Hai động thiên chắc chắn là sẽ lập tức phái người truy tung đến mà. Bọn họ có thể đuổi đến nơi này hay không? Cái này dựa vào bản lĩnh của hai động thiên cao nhân. Mặc dù cần phí chút bản lĩnh, nhưng chung quy là không khó. Lần này thời gian thật sự có chút căng thẳng. Thanh Sư Huynh, ta cần huynh về Âm Dương Thiên một chuyến. Mời Từ Công xuất sơn tới Tinh Giới. Tinh Giới, Sư Tôn nếu là đến rồi,
phóng ra tin tức của thế giới thụ sẽ không giấu được cường giả đâu. Ta lúc trước cũng nhận được ân huệ của âm dương thiền, đến nay có việc tốt, tự nhiên là không thể nào độc chiếm một mình. Xin hãy nói với Từ Công, cứ nói Dương Khai ta cần tặng hắn một phần đại lễ. Sư đệ phí khách thật đấy. Để hắn qua đây đi. Bích Vân đại nục nữ bá dương, bái kiến chư vị đại nhân. Mảnh đại nục này gọi là gì? Hồi đại nhân, nơi này là Bích Vân đại nục. Những kẻ này quả thật đều là cao nhân đến từ thiên ngoại. Nếu không, cũng không đến mức đến tên của Bích Vân đại nục. Đại nục ta mà cũng không biết. Mạc Ni, người quay về tinh giới một chuyến, đem người dẫn qua đây, phân tán tra xét đại trận nơi này. Dạ, nhất định là không phục mạng. Trận chiến này đã tổn hại không nhỏ đối với tiểu Càn Khôn, ta phải mau chóng bế quan tu dưỡng mới được. Trước mặt thất của Hỗn Nguyên Môn, Tĩnh Hầu đại nhân của chúng ta xuất quan quay về rồi. Lã Thánh, vị đại nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đây chính là thiên ngoại cao nhân. Vừa rồi những động tĩnh đó chính là dư sóng giết địch của vị đại nhân này. Vị này là Nguyệt Hà tiên bối, đợi nát nữa sẽ do cô ấy mở ra huyền diệu thiên cảnh cho trên dưới Hỗn Nguyên Môn. Một thiên địa có thể tạo thành bao nhiêu vị đại đế? Phải xem nút thắt thiên địa này có thể dung nạp bao nhiêu. Bích Vân đại nục đến nay chỉ có một vị đại đế, về sau còn có thể có nhiều hơn. Theo lời phu nhân, chúng ta vẫn có cơ hội trở thành đại đế. Chỉ cần thiên đạo thừa nhận, tự nhiên là có cơ hội rồi. Đây đúng là tin tức động trời đấy. Vốn tưởng rằng đại thánh chính là tu vi đỉnh phong, lại ngờ núi này cao còn có núi cao hơn. Phu nhân, đó nếu là người không thể nào trở thành đại đế, đạt đến cực hạn rồi thì phải làm sao? Nghĩa nào không thể nào biết được gần hơn tiếp sau, gần hơn tiếp theo hay sao? Tự nhiên là không phải. Ta chưa từng trở thành đại đế, nhưng chỉ cần có thể tìm được đạo của chính mình, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Đế tôn cảnh và đại đế thực ra đều là một cảnh giới. Vậy thì tốt. Vậy những đế tôn cảnh khác của Bích Vân đại nục ta lấy mất, cuối cùng cũng yên tâm là. Thiếu gia nhìn người quả nhiên rất chuẩn. Vị nã thánh này quả nhiên là lương tài, tâm hệ thiên tài. 3 tháng sau, chỉ riêng sức mạnh nén đưa vào tiểu Càn Khôn của ta khi trận chiến giữa ta và Tả Quyền Huy còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà lại làm lỡ 3 tháng của ta. Thượng phẩm khai thiên quả nhiên đáng sợ. Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Khi ta bế quan, nơi đại vực này có cục thế gì không? Trong vực này có rất nhiều khoáng vật ngập tràn Càn Khôn thế giới, nhưng mà phẩm giai đều không tính là cao. Không sai, hư không địa của ta đến nay đã ế hàng rồi. Ta phát hiện được một nơi rất là thú vị, thiếu gia muốn đi xem không? Được thôi, đi xem thử xem. Hắn thành ngũ phẩm thì không vấn đề, nhưng lục phẩm nhận được mặc dù có chút miễn cưỡng. Thiếu gia sợ là sẽ thu nạp hắn vào hư không địa hay sao? Đúng vậy, cô có biết nữ bá dương đó là mấy phẩm hay không? Nơi này đại thành vực là vườn hoa của hư không địa, hắn có vào hay không cũng vô ích, dựa vào tâm tình của hắn sẽ không quên mất chứ. Hư không ý, trên ngôi sao hình như là có kim hành chi lực lượng lớn. Thiếu gia nói không sai, nơi này là Càn Khôn thế giới có sinh tồn sinh linh, nhưng chứa lượng kim hành tư nguyên cực kỳ phong phú, là tân sinh đại vực nên mới tư nguyên rộng mở như biển. Lúc trước không muốn nói giống, đến nay vừa nhìn quả nhiên là vậy. Nơi này không những có kim hành vật tư, còn có một tòa sinh dương địa đấy. Nơi này vậy mà còn có sinh dương địa. Sinh dương địa sinh ra từ các loại phẩm giai của dương hành vật chất, tư nguyên là hy hữu khó tìm. Một nơi sinh dương địa chính là sự tồn tại hy hữu. Đúng vậy, nhưng mà đừng vội. Chúng ta đi xem thử nơi đó có gì hay không. Ngày sau ta sẽ dẫn thiếu gia đến tra xét sinh dương địa. Sau một canh giờ trong hư không, hỗn độn cuộn trào thiên địa sơ sinh. Đây là nơi thú vị mà cô nói sao? Đúng vậy thiếu gia, đây chính là phát hiện lớn nhất của chúng tôi. Chỉ là nhìn thấy hình ảnh này, hỗn độn này không biết khi nào mới mở ra, cũng không biết
Khi nào thiên địa này mới có thể chào đời? Thiên địa chào đời cũng có nghĩa là chỗ này rất có thể sinh ra thiên địa nguyên dịch. Đúng vậy, mọi người đều biết thiên địa nguyên dịch là nguyên vật nguyên liệu chủ yếu nhất của thiên nguyên chính ấn đàn. Nếu để người khác lấy được, ưu thế tinh thị của hư không địa chúng ta sẽ không còn tồn tại. Cô đi tìm Loan Bạch Phụng, bảo cô ấy đến vực môn gặp ta. Dạ. Vực môn đại lục Bích Vân. Vẽ gì mà chuyên tâm vậy? Không cần phải nổ, lấy nhẫn không gian ra trước. Mấy ngày nay lấy được không ít bảo bối phải không? Ra là cậu gọi tôi đến để cướp đấy à? Cướp thì cướp, bày ra tư thế khiến người ta hiểu lầm này làm gì chứ? Cậu lấy ít thôi. Đây là gì, dùng để làm gì? Sao tôi biết? Tôi cũng là thấy nó đặc biệt mới thu, còn chưa làm rõ. Không vội, sau này có thời gian. Gọi cô đến là muốn cô hỗ trợ tôi bày đại trận không gian ở đây, bố trí trận pháp cho vực môn. Cậy đây là muốn ăn một mình, cậu đây là muốn ăn một mình, không sợ ăn vỡ bụng hay sao? Ngay cả chút khẩu vị này cũng không có, làm sao thành đại sự? Tôi muốn vực môn này từ nay chỉ có thể dựa vào ngọc giác ra vào, cô có làm được không? Được được được, dựa vào tạo trí của đại nhân ở không gian thần thông, cộng thêm sự hỗ trợ của tôi, trận pháp nhỏ không là gì. Tôi thích bộ dạng chết tiệt, tự cho mình là đúng, phóng đãng, cuồng vọng này của cậu. 2 tháng sau, đại trận không gian ngoài vực môn thành hình. Thiếu gia, Thanh sư huynh chờ ở đối diện, nói người đã đến rồi. Thành rồi, được. Giờ hai người cùng ta khởi hành đến tinh giới. Xuất phát. Tinh giới? Sao lại cao lên nữa rồi? Tốc độ này có phải là nhanh quá hay không? Trời, đây đây nè. Tuy hình nhưng không đúng lắm. Nhưng nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên khiến mình sinh ra cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ăn. Lúc này pháp thân trêu chọc. Tôi là người bảo vệ ma vực, cậu bị heo ăn chính là bị tôi ăn. Tôi và cậu là một thể, có nghĩa là cậu đang tự ăn mình. Cung chủ, người về rồi. Lúc này tinh giới chúng ta có không ít người đến, rất là đông vui. Chuyện này là sao? Ây, còn nữa, rễ của thế giới thụ không biết tại sao lại đem tinh giới liên kết với ma vực. Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết thế giới này sinh trưởng nhanh, trong tinh giới rất nhiều người đều đột phá đến đế tôn cảnh. Còn nữa, rễ của thế giới thụ không biết tại sao lại đem tinh giới liên kết với ma vực. Nay hai thế giới hợp làm một, biến hóa của ma vực cũng rất là nổi trội. Cực hạn bình thiên địa của tinh giới và ma vực cũng đã mở rộng, xem ra trong tương lai, trong tinh giới và ma vực sẽ xuất hiện nhiều đại đế và ma thánh hơn. Trong năng tiêu cùng, Dương sư đệ, Thánh sư huynh vất vả rồi, từ công đến chưa? Dương sư đệ, sư tôn còn bảo ta chuyển lời đến đệ, sau này tinh giới chắc chắn sẽ trở thành nơi nổi lên mạnh mẽ của cả tam thiên thế giới, mong sư đệ cẩn thận. Đến rồi, ban nãy nói là muốn đi vòng vòng xem thử, chắc là sắp về rồi. Ơi, Dương sư đệ, sư tôn còn bảo ta chuyển lời đến đệ, sau này tinh giới chắc chắn sẽ trở thành nơi nổi lên mạnh mẽ của cả tam thiên thế giới, mong sư đệ hãy cẩn thận. Điều này đệ đương nhiên là biết rõ. Tiểu tử, cậu ra cho não phù một đề tài khó thật sự đấy. Sao từ công lại nói vậy? Từ công không phải đến để oán trách mà là đến để cướp. Ta ra ngoài lượn một vòng, thấy rất nhiều mầm mống tốt, muốn thu vào môn hạ, cậu bảo ta phải làm sao? Ta chẳng qua tùy tiện nói thôi, không ra tay thật, có người khác ra tay. Ây ô, sức của đứa bé này có thể vứt được Dương Liễu rồi. Ây ô, thương. Đều nói vừa chào đời không sợ gì. Trên đời này, người dám làm vậy với ngu sư thúc, chắc cũng chỉ có đứa bé này. Gặp qua ngu sư thúc. Nè, chỗ này là lăng tiêu cùng. Người đưa trước mặt cô là cung chủ của lăng tiêu cùng. Ngu phụ Lưu Sắc Hà gặp qua đại nhân. Tiền bối đây nà. Lão phu muốn thu nhận đệ tử,